xào rau muống, Linh sấy củ hành cho nó thơm, cái Linh bỏ thịt vô Linh xào. Nêm một ít hạt nêm, nêm một ít muối, nêm một miếng tiêu. Chính là bây giờ Linh Na sẽ bỏ cái rau muống vô. Rau muống em xào cũng đã chín rồi nè. Linh tắt lửa rồi. Vô muốn xào Linh có kho thêm thịt kho nè. Còn ít cá Linh bỏ vô Linh kho chung luôn. Cũng khô lại nè. Mình sẽ bỏ ít tiêu vô cho nó thơm. Còn ít tép mỡ là Linh bỏ lên luôn. Rồi nồi thịt kho của Linh cũng đã chín nè, Linh sẽ dọn cơm ăn. Chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Linh nha. Hôm nay Linh ăn cơm với đơn giản cả nhà. Linh xào cái thịt xào rau muống nè. Còn cái này thịt trứng với tôm bữa nay Linh cúng ông Thần Tài Thổ Địa đó. Bữa nay ngày ông Thần Tài Thổ Địa cúng rồi hưởng lộc của ổng, cô chú anh chị ơi. Thử là năm mới mà ăn may mắn không. Linh cúng có bánh bao trái cây rồi nữa. Nhưng mà Linh ăn cơm Linh chỉ ăn cái bộ tôm sơn này, ba món thịt trứng với tôm. Còn đây là nồi thịt kho, Linh kho khô, kho tiêu nè. Ăn đơn giản. Còn đây là cái chén nước mắm chua ngọt. Hôm nay Linh sẽ uống bia cô chú anh chị ơi. Nãy Linh cúng ông Thần Tài Thổ Địa đó, bia. Nên Linh uống bia. Uống đặng hưởng cái lộc của ông Thần Tài Thổ Địa đầu năm cô chú anh chị ơi. Linh sẽ uống một ly. Uống nhiều quá chạy xe ngoài đường cầm còng ngoài đường. Linh uống một ly nha. Giờ trước tiên Linh sẽ uống một miếng đi, trước đi. Giờ Linh mời cô chú anh chị uống cùng với Linh nha. Đầu năm cho may mắn cô chú anh chị em, đầu năm ăn rau muống cho nó năm mới muốn gì được đó. Uống nửa lon đi, rót ra nửa lon. Ăn một miếng thịt. Sáng Linh là không có mua thịt, bữa không mua rau gì hết.
Linh thái rau muống vô Linh xào với thịt luôn. Cháu Linh không có đi chợ mua đồ ăn. Cái phần thịt với trứng với tôm này Linh mua hôm qua. Uống bia vô đã khát, đang khát nước. Ngày ăn mùng tài người ta đi chợ quá trời, ta mua đồ gì người ta cúng. Bữa nay chợ bán đắt. Sáng mình luộc làm đào còn đỏ đỏ trong sạch sạch ngon ăn nó béo. Uống hết luôn. Hết luôn. Linh cúng thằng Tài thôi vậy à, Linh cúng bia luôn, sáng không có mua rượu, Linh cúng bia luôn. Ngon quá, ăn có muối cả, xào thịt cả ngon. Hay là Linh xào, xào tỏi không bữa nay, bỏ thịt đi xào ăn ngon chứ. Luộc lòng đào ăn nó béo lắm.
ly bia vô ăn chén cơm nó no quá sao. Bữa cơm Linh chia sẻ đến đây cũng xin phép lại nha cô chú anh chị. À, có xem video của Linh đó, có thấy rất thì ủng hộ cho Linh một like, một chuông và một lượt chia sẻ để động viên tinh thần cho Linh nghe cô chú anh chị. Video của Linh đến đây là hết. Xin chào tạm biệt.